Thật nè, chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy, và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ có chút hoa, chút cỏ, chút bình yên dù bạn đến lúc sớm mai hay chiều tà. Ở đây mình kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu. Mong hành trình sắp tới của bạn thì luôn yêu thương bản thân vì những gì đã qua và cho những gì sắp tới. Vui vì đã đến chơi với mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề là sắp tới thì có ai gọi là bước vào cuộc sống của bạn hay không á. Thì ở đây mình cũng không mặc định là cái người bước vào này phải là người mới ha. Mình chỉ mặc định là có ai bước vào hay không, mình không không quan trọng là người đó là người gì ha và mục đích là cái gì luôn, tụ một, tụ hai và tụ ba ha. Thì các bạn cứ chọn tụ ba mà các bạn thích, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn, chọn từ số 1. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Sắp tới thì có ai bước vào cuộc sống của bạn hay không? Chúng ta có Death, The Fool với The Hermit. Ba là ông chính lùn. Sắp tới có ai bước vào cuộc sống của bạn hay không? Có một cái năng lượng khá là trẻ, một cái người trẻ, một cái người mình cảm thấy cũng tươi mới, cũng có khá nhiều cái mình cảm giác là cái người này thì mình cảm giác là họ bị hứng thú hoặc là họ bị hấp dẫn bởi cái năng lượng của bạn. Nhưng mà mình không biết là bạn có muốn gọi là cho những cái năng lượng mới này vào cuộc sống của các bạn hay không nha. Tại vì ở đây khi mà mình nhìn cái năng lượng thì mình cảm giác cái thời gian tới có vẻ như các bạn khá là muốn một mình ha. Hoặc là các bạn tương đối muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là cho thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài. Ở đây không có nghĩa là các bạn đóng lòng hay là các bạn đang có những cái suy nghĩ gì về việc gọi là không cho người ta cơ hội hay là không yêu gì ở đây hết. Cái vấn đề ở đây đó là mình cảm giác là các bạn muốn một mình thôi. Các bạn còn không là các bạn đang cần một cái khoảng thời gian để các bạn tập trung làm một cái gì đó nhưng mà nó tốn thời gian, hoặc là các bạn đang phải dồn công dồn sức cho một cái gì đó trong thời gian tới. Tại vì cái năng lượng của mấy bạn nó bị The Hermit đó. Tức nghĩa là nó phải có cái công cái chuyện gì đó ở đây là cái thứ nhất, cái thứ hai là mới bị Death nữa. Thành ra giống như là nó giống như kiểu là mình mới gọi là bị trọng thương xong thì bây giờ mình mới gọi là chữa lành vết thương thì mình không thể nào mình xông ra trận đấu mình đánh tiếp được, mà mình cần thời gian để gọi là phục hồi á, phục hồi gọi là phục hồi sau điều trị đó. Nói chung mình cũng không biết ở đâu mình nhớ được mấy cái chữ đó, nhưng mà kiểu giống như là có thể là do mình đi bệnh viện quá nhiều, thành ra giống như là cái việc mà gọi là cái việc mà mấy bạn dành thời gian cho cái bản thân của mấy bạn. Mấy bạn muốn là cái thời gian đó nó sẽ là một cái thời gian mà mình được làm, được sống, được trải nghiệm những cái gì mà nó là của mình thôi á. Kiểu giống như ví dụ như là bạn vẫn có bạn bè, bạn vẫn cho những cái mối quan hệ nó ra vô nha, chứ không phải là mình thấy bạn đóng cửa. Nhưng mà cái kiểu của bạn trong cái năng lượng này nó giống như là vào cũng được, ra cũng được, người mới vô cũng được, người mới ra cũng được, người cũ vô cũng được, người cũ ra cũng được. Mình cảm thấy mấy bạn không có quan tâm. Mình cảm giác cái năng lượng của mấy bạn giống như đó là ai tới thì cứ tới, quan trọng là cái người đó hoặc là cái kết nối đó bạn xem nó là cái gì chứ không phải là người đó là cái gì. Giống như ví dụ nha, ví dụ ha, ví dụ như mình là bạn của bạn, lâu rồi mình không gặp bạn, mình hẹn gặp bạn thì mình sắp tới sẽ là cái người mới đến với bạn, ủa là người cũ đến với bạn. Thì mình, bởi vì mình là bạn của bạn nên thành ra bạn nói là tao muốn gặp thằng này, thành ra tao gặp. Nhưng mà giả sử mình là một cái người bạn mới, mình muốn gặp bạn
thì bạn sẽ nói à thằng này bạn mới nhưng mà nãy tao có công chuyện với thằng bạn cũ, thành ra thôi tao sẽ đi gặp thằng bạn cũ, tao sẽ không gặp thằng bạn mới, tao sẽ hẹn thằng bạn mới sau. Tức nghĩa là sẽ có một cái sự ưu tiên hoặc là một cái sự sắp đặt nào đó trong cái dòng năng lượng của bạn, chứ nó không phải là kiểu ai vô bạn cũng nhận hết á. Nhưng mà bạn sẽ không kén, bạn sẽ kiểu giống như ờ thì bây giờ tao hẹn lại với thằng mới, thì nếu mà bây giờ thằng mới nó không khác rảnh thì nó đi với tao, còn nếu nó không rảnh thì thôi á, sao cũng được, tại vì nó là bạn mới mà. Tại vì mình cảm giác ở đây bạn ưu tiên cái gì nó chất hơn, bạn ưu tiên chất lượng hơn, và thậm chí mình cũng cảm thấy bạn ưu tiên con số luôn. Nhưng mà con số này không phải là ưu tiên số nhiều mà là ưu tiên số ít. Mình cảm giác gần như bạn cũng sẽ hơi khóa cái thế giới của bạn lại. Thật ra nói bạn không khóa thì cũng không đúng, tại vì mình cảm giác cái năng lượng của bạn nó cũng không có thể bung được 100% đâu, nó phải có một cái gì đó nó hơi khép cửa lại. Và hoặc là bạn có thể bạn để cửa vậy đó nhưng mà bạn không có ra mở cửa cho người ta, bạn cứ để cửa ở đó. Ai giống như bạn đi ra bạn dòm vô cái lỗ, bạn thấy ai ok thì bạn mở cửa, bạn thấy ai không ok thì bạn giả bộ như là người không có ở trong nhà. Tại vì mình cảm giác cái năng lượng của bạn nó rất là kiểu tiết kiệm, mặc dù mình thấy năng lượng rất là thoải mái nha, năng lượng của bạn nó bao la bát ngát luôn á, tại vì the full với the hermit tức nghĩa là đâu có tốn chỗ nào đâu. Nhưng mà thực sự mình cảm giác là hỏi sắp tới có ai tới hay không, mình cảm giác nhiều năng lượng trẻ lắm nhưng mà mình lại không thấy nó vô 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 vừa cái cửa nhà bạn ha. Thì để mình thử mình lên ba lá kế nó coi sao nha. King cấp đúng là rõ ràng là các bạn không có muốn bị làm phiền mà. Vua cấp rồi đúng rồi nè, bạn có vấn đề. Sắp tới có ai đến với bạn, không phải sắp tới có ai đến với bạn hay không mà là sắp tới có ai đến gọi là bước vào cuộc sống hoặc là của bạn hay không. Vua cốc, the sun và chính kiếm. Thấy thì cũng có người thiệt có, tại hồi nãy là đã thấy có rồi nhưng mà mình không biết là vấn đề giữa bạn với người này nó như thế nào thôi. Người này thì chắc chắn là người bạn quen biết hoặc là người cũ rồi, không thể nào là người mới được ha. Còn không là người này sẽ là một cái người mà đã có tiếp xúc rồi. Người này thì mình cảm thấy là giữa bạn với họ thì nó cũng sẽ có những cái nó sẽ cũng sẽ có những cái nào đó giống như nó hơi cấn cấn một chút, nhưng mà mình cảm giác giống như là các bạn cũng đã có những cái sự thay đổi rồi, tại vì King Cup và The Sun nó phải có những cái sự thay đổi. Có thể cái mối quan hệ này nó đã có những cái sự tương tác nhưng mà mình nghĩ là ở mức sơ khởi, ở mức gọi là tình thương mến thương thôi, vui vui thôi. Vui thì xích lại, không vui thì tách ra thôi, nó không có mang nặng cái năng lượng gọi là nó không có mang nặng cái năng lượng câu nệ trong đây, kiểu giống như ví dụ như mình ngày trước mình có thể nhắn tin thường xuyên với bạn nhưng mà bây giờ mình không có nhắn tin thường xuyên với bạn nữa thì bạn cũng ok bình thường thôi. Thì ngày trước thân thì nhắn tin thường, còn giờ hết thân thì bớt thân rồi thì không nhắn tin nữa. Nó không có mang nặng cái năng lệ năng năng lượng kiểu giống như là ở mày là bạn tao, tại sao tao thấy mày không có nhắn tin với tao, nó không có cái kiểu đó nha. Tại vì năng lượng của vua cốc và the sun nó mang cái tính phóng khoáng lắm, kiểu được được không được thôi à. Còn cái nữa là bị chính kiếm thôi. Mình chỉ cảm giác là nếu mà họ sắp tới có ai mà gọi là tới cuộc sống của bạn hay không á thì mình thấy là cái người này thì chắc cũng sẽ tới ở một cái thời điểm, mình không biết là bạn có vấn đề hay là họ có vấn đề, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đến ở một cái thời điểm mà đôi bên sẽ cho nhau một cái sự giải phóng, nhưng mà mình không chắc là ai giúp ai thôi. Tại vì cái năng lượng ở đây á, thì mình cảm giác là mình có thể dịch theo hai kiểu. Nếu mà mình dịch theo kiểu tích cực á thì mình nói là hai bên sẽ đến để giải phóng nhau, còn nếu mình dịch theo kiểu tiêu cực á thì mình đến là để mình dịch là sẽ là hai người sẽ đến để cho nhau những cái bài học cũng cũng nặng nề, không 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 có nặng nề, cũng chất lượng nha, nhưng mà chất lượng theo kiểu gọi là tới công chuyện. Nhưng mà mình thì mình không mình tại vì mình cảm giác mỗi lần mà mình đọc một cái gì đó mà nó giống như là mình cảm giác bây giờ người ta chỉ thích nghe những cái gì đó nó tích cực thôi, những cái gì mà người ta cần phải trải qua mặn đắng chua cay hoặc là trải qua cái gì đó không không thích, là mình cảm giác cái thái độ người ta phản ứng nó rất là sau đó mình bị dị ứng với cái kiểu như vậy ha. Mình không biết nhưng mà mình cảm giác rất là dị ứng. Thành ra mỗi lần mà mình đọc một cái gì đó mà nó có vẻ như nó không tốt cho người người nghe, cái mình cảm giác giống như là mình cảm giác giống như không phải là tại mình nha, mình chả bao giờ có quan niệm đó, nhưng mà mình cảm giác giống như là ủa mình nói ra rồi mình có được cái gì không, hay là mình nói cái điều đó ra xong mình cũng bị mang tiếng, trong khi nó là sự thật như vậy.
Nhưng mà nhiều khi mình tự hỏi giống như là cái sự thật mình nói ra nó là sai hay đúng. Sai hay đúng ở đây tức nghĩa là mình nói là mình sự thật nó là đúng, nhưng mà người ta làm cho mình có cảm giác như kiểu là mình đang nói một cái sự thật mà cái sự thật đó bị người ta bẻ đi. Nhưng mà thôi kệ ha. Ở đây mình cảm giác giống như là có cái gì đó nó sẽ hơi không tốt trong cái tình huống nếu mà hai bạn gặp nhau. Nhưng mà không tốt ở đây không có nghĩa là người ta làm tổn thương hay người ta làm cái gì bạn. Mình chỉ cảm giác ở đây giống như đó là người ta khui ra một cái vấn đề, mà cái vấn đề này vốn dĩ là vấn đề của bên trong một trong hai người không. Và mình cảm giác giống như là người ta đến giống như một cái người mà thôi mình cứ ví dụ đơn giản nhất là một cái người họ nói đúng ngay cái chỗ nhột của bạn, cũng giống như cách như mình đang nói đi, mình nói đúng ngay cái chỗ nhột của bạn. Thì bởi vì mình nói đúng ngay cái chỗ nhột của bạn nên bạn rất là nhột, thì cái việc mà bạn tiếp thu cái chuyện nhột đó nó sẽ rất là tùy á. Giống như có người thì họ sẽ phản ứng theo kiểu gọi là ok fine bye, tức nghĩa là mày nói gì kệ mày, xong rồi tao sẽ xách tính tao đi, tao không thèm nghe. Dạng thứ hai thì nói xong thì dĩ nhiên là chắc chắn là nói ngay chỗ nhột là phải nhột rồi đó. Nhột thì sẽ có người phản ứng rất là tích cực và sẽ có người phản ứng rất là tiêu cực. Có người thì sẽ kiểu như ừ tao tao bị vậy đó, bây giờ tao phải giải quyết làm sao, tao làm như thế nào. Còn có người kiểu như là mày nói cái gì, họ sẽ phản ứng trái tác dụng. Thì mình cảm giác ở đây cái người mới này họ sẽ trigger một cái nỗi sợ, tại vì chính kiến chắc chắn sẽ là một cái nỗi sợ gì đó ở bên trong bạn mà mình chắc chắn từ trước là họ đã nói cái điều này rồi. Tại vì King Cup và The Sun tức nghĩa là họ đã từng hoặc ít nhất đã có người khác, nếu không phải là người này thì cũng đã từng có ai đó trigger cái chuyện này lên ở trong bạn rồi, nhưng mà mình cảm giác bạn vẫn né hoặc là bạn bạn vẫn đang chống chế ha. Thì mình nghĩ sắp tới nếu mà hỏi có ai bước vào cuộc sống của bạn hay không, mình chắc chắn là sẽ có một cái người khác hoặc thậm chí nhiều người khác, mà mình cảm giác những cái người này sẽ lần lượt trigger cái gì đó ở bên trong bạn. Và cái sự trigger này là cái thứ mà bạn đã giấu giếm hoặc là bạn đã che đậy từ rất lâu rồi, hoặc là bạn không nhận ra luôn, hoặc thậm chí trong một số trường hợp là bạn bạn biết nhưng mà bạn giả vờ bạn không biết, hoặc là thậm chí giống như bạn đối mặt với nó nhưng mà bạn thua. Tại vì mình cảm giác cái lỗi này không có phải nằm ở cái người ở ngoài, mà cái lỗi này, cái vấn đề này nằm cốt lõi ở bên trong bạn, chỉ có bạn là vấn đề thôi chứ không phải là người ta là vấn đề. Với lại nữa, nếu đây là trong một số trường hợp thì đây có thể mình sẽ dịch là người cũ nha. Người cũ, nhưng mà người cũ này thì chắc chắn là phải có cái gì đó với bạn nha. Và mình cảm giác giống như cái sự xuất hiện của họ làm cho bạn rất là bị xốn nha. Rất là xốn ha, xốn sang, xốn lòng ha. Xốn ở đây bạn có thể dịch bị xốn nó nghĩa là đau. Đau tức nghĩa là giống như bị xốn, giống như bị gai đâm là gọi là xốn. Ở dưới mình gọi là xốn chứ mình cũng không biết ở mấy cái vùng miền khác thì bị gai đâm người ta gọi là gì. Xốn tức nghĩa là nó hơi nhức nhức á. Còn nếu không nữa, xốn nữa thứ hai nữa là xốn sang tức nghĩa là cảm thấy trong lòng nó vui, cảm thấy trong lòng nó phấn khởi nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà nó không có vui được trọn vẹn á. Tại vì mình thấy có rất là nhiều cái năng lượng nó sẽ tiến công vô bạn trong trong thời gian tới, nhưng mà mình cảm thấy bạn bạn giống như bạn cầm cầm cái chảo vậy á, ai chọi cái vô là bạn quất ra, ai chọi gì vô là bạn quất ra hết, mình thấy bạn né rất là dữ nha. Xin chào các bạn, chọn tổ số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình nha. Sắp tới có ai bước vào cuộc đời bạn không? Lâu quá rồi mới xài cái bộ bài này lại đó. Mình có cả một cái thùng bài xong mình chất 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 lên. Xong cái mỗi lần mở ra mình làm biến môi đó. Mình kiểu như giờ thở thì mình cũng thấy mệt. Nên mình rất là làm biến môi móc đau lưng đó. Vừa đau lưng vừa bị thoái hóa cột sống, vừa thoái hóa đốt sống cổ. Mình thấy là cái người sắp đến vào cuộc sống của bạn á, cái mùi bài á, thì nó cho mình cái cảm giác là người yêu hoặc là một cái người rất là tốt nha. Cái người quan tâm tới bạn, cái người để tâm tới bạn, cái người muốn có một cái cơ hội nào đó với bạn. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đó là tự nhiên mình thấy vua kiếm. Cái bộ bài này á, mình nói thiệt là mình không có thích vua kiếm với nữ hoàng kiếm trong cái bộ bài này. Tại vì vua kiếm với nữ hoàng kiếm trong cái bộ bài này, nó ăn miếng trả miếng dữ lắm. Thằng vua kiếm thì nó cầm cái đầu của bà nữ hoàng kiếm, còn mà nữ hoàng kiếm nó cầm cái đầu của ông vua kiếm. Thành ra mình rất là dị ứng. Mình cảm giác giống như là có một cái sự mà kiểu giống như là không có khoan nhượng đó mọi người. Thì thôi mình cứ giải bài theo kiểu là không khoan nhượng nha. Thì mình thấy ở đây giống như là có một cốc với stand. Mình thấy giống như là cái câu này cũng nghe cũng mình cũng rất là hay ha, hay, hay nghe nhưng mà mình không có thích câu này ha. Đó là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại đó. Thì ở đây thì mình thấy là nếu đây là người cũ, một cái người nào đó cũ, thì một cái người cũ nào đó gọi là chạy lại các bạn,
Thì có vua kiếm ở đây thì các bạn tùy 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 mấy bạn quyết định ha, một là mấy bạn đánh đi, hay là mấy bạn đánh lại ha. Tại vì mình thấy ở đây có cái last strength thì mình cảm thấy là có một cái năng lượng kiểu giống như là muốn kết nối, muốn kết giao, muốn kết kết gì đó lại đây, nhưng mà mình cảm giác có một cái năng lượng nó chặt, thì giống như mình nói chặt chém đó, rất là chặt chém, thì mình cũng không biết là ai chặt ai ha. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì nếu mình dịch theo kiểu gọi là tích cực và dễ tiêu hóa thì bài này lên là một cái người mới. Cái người này thì mình cảm thấy là họ muốn kết giao, muốn kết nối với bạn. Tâm ý của người này thì mình thấy là tốt, tại vì một cấp với strength trong bộ bài này rất là sạch. Thứ nữa là mình cảm giác đây là một cái người mà có thể là họ sẽ thay đổi cái nhân sinh quan của bạn nhiều đó, tại vì bạn này với bạn khác nhau nhiều. Một người là vua kiếm, một người là một cốc, hoặc là thậm chí một người là một cốc và strength, một người là vua kiếm á, thì hai cái năng lượng này nó giống như kiểu làm bạn bạn cầm kiếm hoặc là bạn cầm dao bạn chém vô nước á, nó không có xi nhê gì hết. Nói một cách khó hiểu đó là ví dụ như người ta nói là cầm dao cầm kiếm chém vô ra cây vô gỗ thì nó sẽ để lại vết hằn, nó sẽ để lại vết chém đúng không, và không bao giờ phai được hết, dù bao nhiêu năm thì cái vết chém nó vẫn còn ở đó nha. Mặc dù cái thân cây nó sẽ lành lại nhưng mà bạn sẽ luôn luôn thấy cái vết chém và cái vết hằn. Nhưng mà đối với cái việc mà chém vô nước thì nó không có tác dụng ha. Thì ngụ ý của cái câu nói này nó có liên quan đến cái chuyện là cái người mới này họ sẽ là một cái gì đó nó mang tính dung dưỡng, tại vì năng lượng của bạn này là một cốc và strength bạn này rất là dịu, rất là lạc mềm buộc chặt. Lạc mềm buộc chặt tức nghĩa là bản thân của bạn sẽ không có tấn công được người này, giống như con sư tử trong cái bộ bài này nó rất là hung hăng, nó rất là dữ. Nhưng mà ý mình nói là cái hình ảnh ở đây nó rất là cứng, nó rất là nam tính, nhưng mà bản thân cái bà này bà chỉ là một cái người phụ nữ thôi, nhưng mà bà có thể chăm được cái con sư tử, bà có thể thuần hóa được bằng cái tình thương. Thì mình cảm giác ở đây mang cái năng lượng này nó cũng đến với cái chuyện là vua kiếm. Vua kiếm là một cái người sống rất là lý trí. Mình thì không biết bạn là vua kiếm hay là một cốc và strength, thì dù bạn đứng ở cái phe nào á thì cái câu chuyện nó cũng chỉ có một hướng thôi, đó là sắp tới sẽ có một cái người nào đó, nếu bạn mang năng lượng của vua kiếm thì sẽ có người giúp cho bạn thay đổi về cái nhân sinh quan và giúp cho bạn dịu hơn. Nhưng mà mình cũng phải nói là bạn có mong muốn nhận cái điều này hay không, tại vì mình thấy câu chuyện trong cái trải bài này nó nặng năng lượng về vua kiếm rất là nhiều. Vua kiếm giống như cái cánh cửa vậy đó, mình nói rồi ông này ông cầm lên nhưng mà ông cái đầu bà này ông đã chém rồi, thành ra mình cảm giác giống như là mình ví dụ thôi ha, ví dụ như ngày xưa bà ông vua kiếm này quen với bà vua kiếm, thì ông vua kiếm này mới chém đầu bà vua kiếm xong, thì bây giờ kiểu giống như là ông rất là có thành kiến với phụ nữ đi, thì bây giờ bạn là một cái người phụ nữ mới, bạn nói là không, tôi không có giống cái bà phụ nữ kia đâu, tôi không có giống bà vua kiếm đâu, bà nữ hoàng kiếm đâu, tôi là một cái bà một cái cô gái khác rất là thiện lành và lương thiện. Còn ông vua kiếm thì ông nói là ổng thì ổng có thể nhìn thấy được bạn, ổng có thể cảm nhận được bạn, ổng có thể quan sát được bạn. Thì đơn giản vua kiếm là một người rất là thông minh, rất là nhạy trong cái việc quan sát, đánh giá và xem xét mọi mọi thứ, cũng là một người rất là cẩn trọng và khó khó mà lừa gạt. Thì dĩ nhiên ổng nhìn vô bạn, ổng thấy một cái năng lượng strength và một cốc, ổng có thể hiểu hiểu được, ổng có thể cảm nhận được. Nhưng mà bạn nhìn lá bài bạn vẫn có thể thấy ông này là ông vẫn cầm kiếm ông giơ lên và ông cho bạn biết đó là kiểu như là tao vẫn cầm cái kiếm ở đây, thì nếu mà cô mà bước vô mà cô mà léo héo thì cái đầu cô nó cũng nằm ở trên cái tay tôi đó. Thì kiểu giống vậy, mình giả bài vậy, mình nghĩ mấy bạn đã hiểu được cái tình huống câu chuyện rồi ha. Dĩ nhiên là nó không có căng thẳng tới độ đậy, nhưng mà đại loại là nó là một cái câu chuyện liên quan đến cái việc có mở cửa trái tim hay không, đón nhận như thế nào và đón nhận ra sao. Tại vì mình cảm giác ở đây cái năng lượng vô kiếm nó hơi bị hăng, nó hơi bị cọc, nó hơi có cái gì đó nó không có thật sự cởi mở. Mình cảm giác một cái năng lượng cho cơ hội nhưng mà lại có một cái gì đó rất là miễn cưỡng, cũng không phải miễn cưỡng nhưng mà đại loại rất là thận trọng, rất là dè dặt á, giống như một cái người mà mình nói là tại vì giống như bị người ta lụi, bị người ta đâm, bị người ta xử lý, thì bây giờ giống như là cảm giác phòng thủ cao á. Nói chung là tội cho cô gái đến sau hoặc là chờ tội cho chàng trai đến trước. Đến trước thì bị chém chặt đầu, còn đến sau thì hên xui. Xa năm tiền với nữ hoàng gậy. Tụ này đúng là sắp tới có người đến rất năng lượng, rất là rõ ràng, cũng dễ thương. Nói chung tụ này thì mình nghĩ gọi là sau cơn mưa thì trời lại hạn hạn hán. Tại vì bài này lên đó, thì mình cảm thấy ở đây đó là nó nóng quá, mọi người nó nóng quá, mình sẽ phát khùng lên. Sau cơn mưa thì trời, thật ra trời này cũng sáng chứ không có hạn đâu ha mọi người. Tại vì mình thấy là sắp tới sẽ có một cái người họ bước vào cuộc đời bạn
Và cái người này thì cái năng lượng của người này mình không biết họ sống bằng cái bằng, họ sống ở hành tinh nào mình cũng không biết, nhưng mà năng lượng của họ rất là tốt. Mình thiệt sự mình thấy năng lượng của bạn này rất là tốt, dễ thương, cởi mở, từ tốn, thấu hiểu. Cái tính thì đúng là cũng là người lì đòn nha. Năng lượng của bạn này rất là khớp với ba cái lá hồi nãy nha, tại vì hồi nãy là có Sten. Sten thì nó rất là phù hợp với năng lượng của nữ hoàng gậy nha. Và một cốc thì là rất tương quan với The Star, chữa lành, phục hồi, yêu thương, niềm tin, hy vọng gì đó. Nhưng mà bị dướng cái năm tiền ha, thì mình cảm giác là nếu mà sắp tới ngoài cái người hồi nãy á, mình dịch ba lá này thêm một cái tâm thế mới á, thì mình nghĩ sẽ còn những cái người khác. Những người khác này thì mình cảm thấy có thể là đồng nghiệp, là những cái người làm việc cùng bạn, hoặc là những cái người cùng chí hướng ha. Tại vì nữ hoàng gậy là những người đi tìm đồng đội, là những cái người mà họ có một cái tầm nhìn, có một cái sứ mệnh gì đó, và kiểu giống như là họ muốn đi làm một cái gì đó cùng nhau, cùng chia sẻ thời gian, gắn kết với nhau, cùng cùng một cái gì đó, nói chung là cùng cùng đó. Thì mình cảm giác ở đây giống như nếu mà bạn nào đang có những cái cơ hội về công việc và cuộc sống trong thời gian tới, thì mình nghĩ mấy bạn có thể gặp được những cái đồng đội rất là ok, hoặc là gặp được những cái người sếp, những cái người anh chị, hoặc là những cái người cấp trên rất là tài năng. Tại vì bài này lên có The Star và nữ hoàng gậy thì chắc chắn họ phải có tài năng, có năng lực rất là tốt, còn ngoài ra còn có đạo đức nữa nha. Tuy nhiên còn bị năm tiền thì mình cảm giác là có thể là cái mối quan hệ này nó sẽ không có kết nối được lâu dài, hoặc là nó sẽ có những cái khoảng thời gian hơi hơi lắc léo, khúc khúc đầu, tức nghĩa là nó cũng sẽ hơi mang cái nó sẽ hơi mang cái năng lượng lúc đầu một chút ha. Này đang quay nó sập nguồn á. Nói chung cái máy của tôi thì nó cũng tới thời lắm. Cũng tội nghiệp. Hồi nãy thì mình cũng có nói là hình như mình nhớ là mình nói tới năm tiền. Nó phải đợi mình phải đợi nó nguội xong rồi mới bấm quay được. Tại nó quay cái máy nó nóng dữ lắm mọi người, nó nóng một cách dã man luôn á. Mình thì mình nhớ rồi, nói tới năm tiền mình nhớ là có cái gì đó liên quan đến cái chuyện là cái người này á, họ sẽ có một vài cái điều mình nghĩ là có thể là khi mà họ đến á, họ cũng là một cái người mình nghĩ mang trong mình những cái vấn đề mà mình nghĩ nó sẽ không có dễ để giải bày cũng như là tâm sự. Cũng cũng không phải là một người gọi là khỏe mạnh 100% đâu, cũng không phải là một người mình đó lý do vì sao mà mình khá là cân nhắc giữa cái năng lượng ba lá đầu với ba lá sau. Tại vì cái bạn của ba lá đầu á, cái năng lượng mình cảm giác nó thật sự là nó tốt hơn, mình cảm giác cái năng lượng nó mạnh hơn. Nhưng mà cũng không trừ trường hợp là ba lá đầu với ba lá sau là cùng một người. Thành ra nếu mà bạn bạn này á, là một cái người nó bổ sung cho ba lá đầu á, thì thật sự bạn này là một cái người mình cảm thấy ở bên trong bạn đó cũng có những cái tổn thương, những cái vấn đề cũng khá là nghiệt ngã đó, chứ không phải là gọi là dễ chịu đâu. Với lại mình là một đứa năm tiền, mình là một đứa không phải năm mình là không phải mình là một đứa năm tiền, mà là mình là một đứa thường mang năng lượng, thường ngày xưa hay mang năng lượng của năm tiền. Thành ra mình hiểu rất là rõ cái năng lượng năm tiền là một cái năng lượng của mình gọi là nghèo đói bệnh tật. Thì bạn tưởng tượng là hoặc là trải qua những cái sự rồi là abandon, là sự sự ruồng bỏ, sự sự chối bỏ, bị bỏ rơi, bị bỏ mặc, bị đối xử tệ. Nói chung năm tiền là một cái năng lượng coi cúc, nói chung tệ lắm, không có đừng ai dính vô cái năng lượng đó hết. Thì mình cũng không mong ai sẽ rơi vào từng trường hợp đó hết. Thành ra mình cảm giác giống như là cái bạn này bây giờ năng lượng của bạn đó là nữ hoàng gậy rồi, thành ra nó sáng hơn, nó không có sủa nữa, nó có một cái gì đó rất là sang chảnh. Nhưng mà mình chắc chắn là bởi vì xuất phát điểm bằng này là năm năm tiền, nên mình người ta gọi giống như là giống như bạn là một cái người công chúa, không, bạn là một cô dân thường, bây giờ bạn trở thành một nàng công chúa đi, thì bạn vẫn còn giữ những cái thói quen, vẫn giữ được cái bản chất gọi là nó đơn sơ, nó hơi quê quê, nó hơi nhà quê của năm tiền. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại bạn đã mang cốt cách một cái vẻ ngoài của công chúa rồi, thì nó phải có một cái gì đó khác. Hoặc là giống như là ngày xưa bạn vẫn có những cái tổn thương thì bây giờ bạn lành rồi, nhưng mà nó không thể lành hết được, nó phải có một cái gì đó rễ rễ ở lại. Thì mình cảm giác là cái bạn mới này á, bạn nó bước vào cuộc sống của bạn, mình nghĩ là thông qua cái hình ảnh của bạn này, hoặc là bạn này thông qua cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, bạn đó
mình không gọi là bạn đã giúp bạn thoát được cái câu chuyện của bạn nha, mà mình cảm giác là bạn này có thể đồng cảm và có thể hiểu được cái câu chuyện của bạn bởi vì cái sự trải nghiệm của bạn đó thôi. Giống như cái việc mà mọi người hay nói là tại sao mình không có đụng tới cái chủ đề chữa lành hay là đụng tới cái chủ đề mà gọi là yêu thương này nọ, tại vì khi mình tìm hiểu nhiều, khi mình thấy được nhiều, mình trải qua nhiều, mình tự học luôn, thì mình nhận ra được cái quá trình gọi là để đi chữa lành cho người ta khó lắm. Mình không cảm giác đủ năng lượng, mình không cảm giác và là mình còn đang phải chật vật với cái quá trình gọi là cho bản thân mình, đừng nói chi mà mình đủ năng lượng để mình đi san sẻ cho người ta. Và mình nhận ra một điều rất là quan trọng, đó là bản thân phải là cái người tự đi trên cái hành trình đó. Còn cái người giúp sức bạn, cái người mà có thể mang được cái đó, người đó phải giống như là phải có một cái họ phải là một người có kiến thức nè, phải có chuyên môn, rồi phải có sự an lành ở trong đó. Giống như những cái người giống như trong chùa đi, thì sẽ là những cái người bậc, những cái người thầy, những cái người sư phụ, những cái người có nội, mình dùng từ nội công, nhưng mà ý mình là tức nghĩa là họ có một cái sự tu tập, có một cái chuyên môn về lĩnh vực, về tâm lý, về kiến thức về mặt y y học, rồi rồi thực phẩm, rồi đủ thứ hết, chứ nó không phải kiểu giống như ngồi bóc bộ bài lên ngồi nói là xong đâu nha. Thành ra mình cảm giác đó là cái bạn này, mặc dù giống như mình nói, bạn này có thể hiểu được, có thể giống như mình vẫn có thể hiểu được mấy bạn, mình vẫn có thể chia sẻ được với mấy bạn, nhưng cái kiến thức của mình nó cũng chỉ ở một cái mức nào đó gọi là trải nghiệm của mình thôi. Nhưng mà mình cũng có thể cho bạn những cái lời khuyên hữu ích, nhưng mà nó chỉ ở cái chừng mực đó thôi. Mình đâu có tu tập đâu, mình đâu có đủ cái sự vững chãi hay là cái sự gọi là an yên để mình trao cho mấy bạn. Thì mình cảm giác giống như mình cũng chỉ có thể là nói những lời động viên, mình cũng chỉ có thể đưa cho mấy bạn những cái thông điệp. Còn cái việc bạn sáng hay không, cái việc bạn tỏ hay không, cái việc bạn hiểu hay không, nó là ở bạn thôi, nó là cái sự phấn đấu và nỗ lực của mấy bạn. Thành ra họ không có ai mà đi chữa lành giúp gì đây hết trơn á, bạn tự làm cái hành trình đó. Thì cái bạn này cũng là một cái người mang cái năng lượng đến như vậy thôi, cũng chỉ là đến để động viên, để thăm hỏi, để giúp đỡ trong cái chừng mực nào đó. Còn cái việc mà ngộ ra hay không là nằm ở bạn nha. Dạ, mấy bạn chọn tụi số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để làm bình luận cho mình nữa. Giải cái tu hai xong kiểu như sang chấn. Vậy tiền sắp tới cái ai bước vào cuộc đời mấy bạn hay không? Judgment, Temperance, wow. Có vẻ như tháng này hoặc là thời gian tới như tụ nào cũng gặp được người tốt ha. Đó là một tín hiệu tốt. Mình nghĩ là cái bạn mới này sẽ là một cái người. Ê mà hỏi này ha, nhỏ nha, hơi vô duyên à, không, thật ra muốn chả có vô duyên mẹ gì, nhưng mà đại loại giống như là giả sử giống như là có ai mắc lỗi với bạn, hay là bạn có mắc lỗi gì với ai không vậy, bạn có nghe lỗi lầm gì với ai không, hay bạn có đang chờ đợi ai xin lỗi không, hoặc là giống như là bạn có đang ngồi chờ một ai đó liên lạc, hay là chờ một cái người nào đó không, thư từ, email, hay là bạn có đang chờ một cái người cụ thể nào trong đầu bạn không, dù là nó chỉ là tơ tơ tưởng, tơ tưởng tượng thôi. Tại vì mình thấy ở đây có cái năng lượng chờ, một cái năng lượng mắc xin lỗi ha, một cái năng lượng mắc mắc cái gì á, mắc kẹt kẹt cái gì ở đâu đây á, hoặc là một cái người mà đang ngồi chờ thời, chờ 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 ai đó không biết, nhưng mà gọi là chờ chờ. Thì mình cảm giác ở đây nếu mà bạn đang chờ một ai đó, không không có chờ, nói chung là tôi bị ám ảnh tiếng Trung, chờ không có chờ gì đâu đây, chờ ha, bạn đang chờ một cái năng lượng ai đó ở đây á, thì mấy bạn có thể giống như là trong thời gian tới mấy bạn mình nghĩ sẽ có những cái dấu hiệu, mình không nói là họ sẽ liên lạc bạn một cách chủ động hoặc là đúng cái người mà bạn sẽ chờ liên lạc tới, nhưng mà mình sẽ thấy có người liên lạc bạn, nhưng mình nói thiệt là mình không biết phải đúng cái người bạn mong chờ hay không nha. Tại vì judgment với temperance thì chắc chắn là phải có người tới và sẽ có thông tin tới, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là judgment thì mình có thể dịch là người cũ, mình có thể dịch là người hồi xưa có ăn ân đền oán trả gì đó với mấy bạn cũng được, hoặc là mình dịch là sắp tới cũng có người bước vào cuộc đời bạn cũng được, người mới luôn cũng được. Mà bị dướng một cái là năng lượng 7 tiền với temperance nó làm cho mình khá là phân vân. Tại vì 7 tiền tức nghĩa là chờ một cái người nào đó, dĩ nhiên chờ là mình phải biết người đó là ai đúng không, còn temperance tức nghĩa là mending, tức nghĩa là phục hồi, là giúp đỡ, là tạo điều kiện, là chữa chữa đó. Thì mình cảm giác ở đây giống như là nếu mà năng lượng kiểu đó thì lại rất là phù hợp với năng lượng của người cũ, một cái người nào đó đã biết
Còn nếu không á, người mới thì mình chắc chắn bạn này sẽ là một cái người mà bạn không có mong đợi đâu. Bạn không thể nào mong đợi luôn, hoặc là bạn không nghĩ là họ sẽ đến. Tại vì bạn này mang một cái năng lượng mà mình cảm thấy nó hơi nói trên trời rớt xuống thì nghe nó hơi kỳ, nhưng mà mình cảm giác giống như là bỗng như một ngày đẹp trời cái tự nhiên bạn thấy có bức thư, bỗng như một ngày đẹp trời cái tự nhiên bạn thấy có người liên lạc vậy đó. Thì cái chuyện này thì mình biết là nhiều khi cái cách giải bài của mình biết là nhiều khi mình nói ra mình cũng cảm biết nó ngộ ngộ phần sao, nhưng mà tại vì bài nó lên vậy bây giờ nhiều bạn cũng xác thực cho mình là nó đúng, tức nghĩa là bỗng như một ngày đẹp trời tự nhiên có người xuất hiện liên lạc. Nhưng mà kiểu giống như mỗi lần mà mình cứ giải những cái trường hợp đó mình cảm giác giống như trời ơi đâu mà nó ra những cái tình huống mà ngộ nghĩnh vậy, thì mình vẫn cảm giác là sắp tới sẽ có một cái người nào đó họ xuất hiện. Nhưng mà bản thân bạn mình thấy năng lượng nam nha, còn không là nữ tính nam, mình cũng không mặc định là người này sẽ đến để yêu bạn đâu. Nhưng mà cái bạn này thì mình thấy là một cái người đến để giảng hòa, đến để muốn kết nối với bạn vì mục đích có lợi cho bạn nha. Bạn này dù đến với tư cách là người yêu, hay là đến với tư cách là bạn bè, hay đến với tư cách là một cái người giúp đỡ qua đường thôi rồi đi cũng được, thì cái năng lượng nào cũng tốt hết. Tại vì bạn này mình thấy là bản chất bạn này là người tốt rồi, bảy tiền và chắc sùm mình mà không có làm gì xấu ai hết đó. Nó hại là chỉ có chết thôi, nhưng mà được cái là nó không hại thôi, chứ bản chất của chất mình là một cái người có thể chi phối được người khác bằng cái năng lượng của họ ha. Nhưng mà bởi vì bạn này có 7 tiền và temperance nên bạn này không có hại thôi, chứ bạn này cũng báo lắm. Tại vì mình biết cái năng lượng của bạn này là một cái kiểu người đó là chỉ kết nối với những người họ cảm thấy quý mến, hoặc là cảm thấy thân thuộc, hoặc là cảm thấy họ kết nối được thôi, chứ còn lại thì mình khẳng định là bạn này không phải là kiểu người dễ kết nối ha. Bạn này là một người rất là kén chọn trong các mối quan hệ, và thậm chí là một người không có nhu cầu kết nối với nhiều người đâu. Bạn này chơi với bạn bè cũng rất là kỹ tính, tiếp xúc với ai cũng kỹ, làm cái gì với ai cũng kỹ, và thậm chí là trong một mối quan hệ chơi hay không chơi cũng rất kỹ luôn. Tức nghĩa là ví dụ như bạn có thể hôm nay chơi với bạn là vậy, nhưng mà ngày mai bạn có thể thấy bạn không còn chơi với họ nữa luôn á. Tại vì bạn này là một cái kiểu người nếu mày xứng đáng hoặc là mày ok với cái năng lượng của tao thì tao sẽ kết nối với mày, ngược lại thì không á. Bạn này không có sợ một mình, mà bạn này cũng không có nhu cầu mở rộng mối quan hệ luôn. Bạn này chỉ kết nối với những người bạn đó cảm thấy giá trị phù hợp và tương đồng. Cái người mới này thì mình thấy có một cái sự ít nói, trầm tĩnh, rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Nói chung mình cảm giác là kiểu người lượn lượn đi được á, một cái kiểu người mà bạn cảm giác rất là khoan thai, chơi rất là chơi thì chắc không vui đâu, nhưng mà nếu mà bạn nào thích một cái người mà có thể ngồi cạnh bạn uống nước, uống trà, xơi trà, xơi bánh, ngồi làm việc chung với nhau mà không nói chuyện nhau câu nào thì ok, bạn này là kiểu người đó đó. Mình cũng thích chơi với mấy người giống vậy, nói chung chơi với mấy người mà họ vui tánh á, họ khùng khùng điên điên thì cũng vui, nhưng mà nhiều khi mình cũng mệt tại mình phải chạy theo cái năng lượng của người đó. Còn cái bạn này á, thì cho mình một cái cảm giác là bạn này thì cũng vui chứ, vui tánh chứ không phải là không, nhưng mà cái vui của bạn này nó không phải kiểu như là khùng khùng điên điên đâu. Bạn này không phải là kiểu người thích gọi là bỡn cợt đâu, bạn này rất nghiêm túc luôn. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích những cái gì nó mang tính chuyên môn này nha, gặp những cái người giỏi giang thành đạt này nha, gặp những cái người mà năng lượng của họ mà nó bốc lên cái mùi mà sang chảnh đó là bạn hiểu. Nói chung bạn này năng lượng thì mình thấy ngon lắm, ước chi mình cũng được cái năng lượng ngon như vậy, rất là điềm tĩnh, rất là phóng khoáng, rất là thanh tao, rất là nhã nhặn. Những năng lượng thích là mọi người giàu giàu có. Ba người lộn bày lộn, sắp tới có ai đến với bạn hay không? The hybrid tịch 3 tiền với the world, cái tụ này sao năng lượng người đâu trên trời rớt xuống không má. Thôi mà để mình dịch cái năng lượng này gọi là năng lượng người người đâu trồi lên đi nha. Tại vì hai the hybrid tịch là ở đâu trồi lên đó, chứ không phải là từ trên trời rớt xuống đâu. Trên trời rớt xuống là hồi nãy đó, chắc mình với temperance nó là trên trời nó phóng xuống đó. Còn cái này mình tính nói dưới đất nó chui lên đó, nhưng mà thôi nói đất chui lên nó bậy lắm, thành ra mình sẽ quyết định là ở đâu nó trồi lên thôi. Tại vì the hybrid tịch tức nghĩa là một cái người ẩn dật, một người ẩn danh, một cái người mà núp núp lùm lùm đâu đó đó, sẽ lâu xuất hiện lần thôi. Thành ra là kiểu người núp lùm á, một cái người mà có thể lâu rồi bạn không gặp, hoặc là một cái người mà một cái cuộc hội ngộ hoặc là một cái cuộc tao ngộ nào đó ha. Tại vì hai the hybrid test với ba tiền tức nghĩa là lâu lâu mới gặp, thỉnh thoảng mới gặp, một mùa gặp một lần, năm gặp một lần, hoặc là có sự kiện gì mới gặp một lần, thì thêm the world nữa chắc chắn không thể nào gặp thường được. Thứ hai nữa là có thể là người này ở đâu đó xa lắm, xa tận chân trời luôn, không có gần ngay trước mắt đâu nha mấy má. Tại vì thường the world với ba tiền tức nghĩa là họ có công có chuyện, họ cũng bận, họ cũng là cái kiểu người mà kiểu đôi khi họ sống ở trong một cái thế giới riêng của họ, bạn cũng không chạm được đâu. Tại vì bạn này là the hybrid mà thêm the world nữa,
kỳ thất ẩn thất hiện lắm. Mình biết là mình mô tả mọi người tưởng nó như mấy cái người mà lượn lượn không chân vậy, nhưng mà ý của mình ở đây là cái bạn này là một cái người mà mình cảm giác hành tung nó bất ổn lắm mọi người, một cái người hành tung nó không có rõ ràng nha. Kiểu kiểu mình cảm giác bạn này là một cái kiểu người bạn đó sống trong một cái thế giới của bạn đó thôi, giống như khi cần thì bạn đó xuất hiện, không cần thì bạn đó biến mất vậy đó. Không liên lạc được, có muốn liên lạc cũng không liên lạc được đâu, tại vì mình cảm giác bạn này là một một cái kiểu người không có thích bị người ta làm phiền. Chỉ có bạn báo thì làm phiền người ta thì được, chứ người ta không có làm phiền mà nó được đâu. Bạn này là một cái người rất là cắt năng lượng và rất là biết cách gọi là tách năng lượng mà nó ra khỏi những người xung quanh, không có để cho những người xung quanh ảnh hưởng lên năng lượng của bạn đó. Nói chung bạn này kiểu giống như mình vậy đó, hành tung ẩn giật lắm, không có thích lộ mặt, không có thích lộ ra đường, không có thích gọi là chừa cái mặt đi đâu hết. Mình cảm giác kết nối của bạn này cũng khá là nhỏ nhỏ, theo kiểu là có nhiều mối quan hệ nhưng mà chơi nhỏ nhỏ thôi, chơi theo chùm thôi. Bạn này thì đến với mục đích gì? Thì thật ra mình cảm giác năng lượng của bạn này rất là dễ thương. Bạn này đến với một cái năng lượng đó là để giúp đỡ bạn trong công việc và sự nghiệp, hoặc là có thể là tham vấn cho bạn một vài cái gì đó trong công việc và sự nghiệp ha. Bạn này thì mình cảm giác là một người có chiều sâu, có kiến thức, có chuyên môn và có nghiệp vụ khá là ổn. Bạn này cũng là một cái người mà mình cảm giác như nếu mà các bạn đang muốn được học hỏi, được trau dồi, hoặc là các bạn muốn có cơ hội được tiếp xúc với một người trong một cái lĩnh vực rất là đặc thù nha. Tại vì cái bạn này thì nó hơi khác với cái năng lượng của một cái người mà chỉ đơn giản là một cái người có kinh nghiệm và chuyên môn trong một cái lĩnh vực, mà nó phải là một cái người có kiến thật sự, họ có thật sự hiểu biết về cái lĩnh vực mà họ đang làm á, và họ cũng đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Tại vì bạn này đã lên tới cái level mình cảm giác cao rồi, bạn này the hybrid test là bình thường là đã là chuyên môn rồi, mà bây giờ thêm the world nữa, tức nghĩa là má này muốn sang trang mới luôn rồi. Thành ra kiểu mình gọi là một cái người biết nhiều quá, thông tuệ. Thành ra mình nghĩ họ phải là một cái người giống như người ta gọi bên tiếng Nhật á, hình như tiếng Nhật nó có một cái chữ gọi là guru, là một cái người chuyên gia lão làng trong một cái lĩnh vực nào đó thì gọi là guru. Mình không biết mình đọc đúng không, nhưng mà nói chung là guru hay guru gì đó, thì là một cái người chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó ha. Hoặc là nếu không á, nếu đây là năng lượng của mấy bạn thì có thể là trong thời gian tới mấy bạn có thể tham gia vào một cái môi trường mà mình thấy đầy những cái người rất là đa dạng về năng lực, năng lực rất là mới lạ, có nhiều cái mình thấy bạn có thể học hỏi và góc nhìn bạn có thể trau dồi. Hoặc là bạn có thể tham gia vào một cái hội nhóm hoặc là một cái tập thể mà toàn là những người mà họ đam mê tìm tòi học hỏi về những cái lĩnh vực với những cái tài năng, những cái năng lực khác nhau. Có thể nó sẽ không mang cho bạn một cái giá trị tích cực ngay hiện tại, nhưng chắc chắn nó sẽ mang cho bạn một cái năng lực tích cực trong tương lai. Tại vì những cái người này với những cái kiến thức và những cái sở thích khác nhau, tại vì ba tiền tức nghĩa là phải khám phá, phải tìm tòi, phải học hỏi, phải trau dồi, thì có khả năng mấy bạn sẽ biết được nhiều thứ cùng nhau, chia sẻ được nhiều thứ với nhau. Chứ mình nghĩ nó không phải là ăn ngay hoặc là ăn may một cái có liền ha. Tại vì mình cảm giác ở đây là sẽ phải đào lên, bới lên, làm việc với nhau, học tập với nhau, trau dồi với nhau. Và mình cảm giác nó mang nặng cái tính gọi là làm việc để cải thiện. Chứ mình nghĩ cái này khó là dịch là tình yêu lắm. Tại vì tình yêu mà như vậy thì nó phải là đi lên từ tình bạn, nó phải đi lên từ một cái tình đồng chí, tình anh em, tình đồng nghiệp gì đó. Chứ và phải tính theo bằng năm nha. Chứ bài này mà dịch mà tình yêu thì nó hơi cấn cấn với mình. Còn không là kiểu giống như yêu nhau 10 kiếp rồi mà tới giờ vẫn còn chưa tỏ tình á, thì năng lượng đó thì ok. Chứ còn mà để nói là yêu nhau mà mới gặp mà để yêu thì bài này không phải đâu nha. Bài này là phải 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 biết nhau, phải hiểu nhau, phải làm việc với nhau, phải kết nối với nhau mới 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 được. Chứ còn mà mới gặp mà gọi là thích thích thì không có đâu, bài này không có đâu. Thậm chí mới gặp nhau còn chả biết gì về nhau mà lấy gì đâu thích.